Kính chào tất cả các bác, ngày hôm nay em Hiền lại tiếp tục lên những uh, chiếc đẩy liền vang toàn hàng cao cấp, toàn hàng thương hiệu thôi. Và với một cái mức giá rẻ nhất có thể dành cho tất cả các bác luôn nhá. Thì ở đây có một con chó sói các bác này. Con này của nó chạy uh, sò Sanken 2 vít các bác ơi. Đấy, bốn tụ to như cổ tay luôn. Con này nó chạy uh, sò Sanken 2 vít thì các bác biết rồi. Với cái hiệu suất làm việc của những cái con sò Sanken 2 vít thì tiếng tăm của nó rất là hay. Đấy, các bác có thể tưởng tượng được là những cái à âm ly Jaguar 203N béo hoặc là dòng 506. Cao cấp thì nó thường thường nó sẽ sử dụng những con sò Sanken 2 bit như thế này. Một cái thương hiệu âm thanh phải dùng từ là nó quá lớn luôn. Đấy, nhưng ngày hôm nay tất cả các bác chúng ta ai mà mua được con này thì quá may mắn này, một con duy nhất nha Không thể kiếm được con thứ hai. Biến áp này các bác nhìn thấy không? Đấy, chạy 4 tụ này. Con này của nó rất khỏe luôn các bác ạ. À. Các bác có thể đánh full 25 30 côn 63 quay đầu. Đấy hoặc là những dòng loa bốt này, loa bmb cực kỳ là sướng luôn dòng này của nó là một con chó sói một thương hiệu đến từ Germany các bạn nhá một thương hiệu đến từ đức các bác nhìn mặt mũi của nó còn rất là sạch sẽ à, con chó sói xếp chu phép này con này của nó có lô nét này à, và nâng tiếng hai cấp độ một là nâng tiếng trực tiếp ở đây à, nâng tiếng ở đây thì nó lên cả mic cả nhạc luôn và nâng tiếng đây là nâng tiếng thành viên cao nhạc này nó có cái hay là hai cấp độ nâng tiếng ê à, echo đây à, chỉnh bằng tay hoàn toàn luôn đây là nút volume dành cho ba 3... à, cửa mic riêng này, đây là nút nhạc và đây là nút à, nhạc đây, đây là nút mic này, Đấy, và có cả tăng tông giảm tông. Như con này thì bác nào là người am hiểu về âm thanh thì các bác sẽ lấy ngay con này. Đấy, con này của nó em hiền chỉ có duy nhất một con thôi, vừa bán vừa kỷ niệm cho tất cả các bác con này với giá 2 triệu đồng. Anh em ai lấy con này chốt ngay lập tức, Đấy, chạy bốn tụ to, bốn sò san ken hai Đấy, Con này của nó thì khỏe hơn những cái dòng da vua hai rất là nhiều thứ nhất và thứ hai là nó có hệ thống nâng tiếng trực tiếp đấy. thứ ba là nó sẽ có hệ thống hỗ trợ hú rít con này tiếng tăm hay và cho các bác xem qua đằng sau đây đằng sau thì con này à, à, mấy cái cọc loa này các bác nhé có thể vặn ra được và anh em thọ đang dọn dẹp đang vệ sinh thì em bảo thưa được rồi cái đấy khi nào mà gửi thì cho các bác vặn vào sau còn bây giờ chủ yếu là lấy mẫu cho các bác xem thôi đấy con này điện hai trăm luôn các bác ạ à. điện chạy hai trăm luôn quạt gió các thứ là để hoạt động đầy đủ nhá đây là những đường âm thanh vào đây Đấy, có cả đường rách này rách là ghi âm thu âm và ri là đường chuyển sang thiết bị khác con này công suất của nó đạt cho các bác tầm khoảng 600W các bạn ạ, 600W Đấy, rất đẹp rất xịn sò anh em ai chốt mã số 1 ok luôn mã số 2 đó chính là hai con một con là ghim long các bác nhá một con là plt k bảy nghìn hai trăm hai con nó mặt mũi của nó là như nhau ruột gan còn là như nhau luôn các bác ạ plt và ghim long hai con này của nó ruột gan thì nó giống nhau y hệt, các bác nhìn đến hệ thống ruột gan này u rồi ôi hệ thống phép bù áp này ruột gan vẫn còn nguyên zin, cái này của nó là cái uh... tản nhiệt. cái cái cái, cái, cái gheo tản nhiệt của nó các bác nhá, Đây. quạt gió vẫn còn nguyên bụi này chưa vệ sinh luôn, Đây. con này của nó ruột gan zin luôn, chưa có sửa chữa thế nào, Đây. chạy hai tụ to như hai cái cẳng tay luôn này, nhìn cái hệ thống xử lý đằng trước của nó thì nó quá mướt luôn, Đây. hệ thống xử lý này. Các bác nhìn từ cái biến áp này, từ cái volume này, đấy, từ hệ thống xử lý này. Con này của nó còn rất là tinh tươm các bác nhá. Ruột gan đẹp. Và với một cái mức giá nó thật các bác là cũng chẳng biết mua đâu được một con đẩy liền vang công suất con này của nó có thể đạt cho các bác là maximum là 800W các bác ạ. 800W, tám 8 ôm Tức là các bác có thể chơi những dòng loa uh, full uh, 25, full 30, full 40 ưu tiên cho côn 63 đổ lại. Còn nếu mà cái loa xịn các bác có thể đánh được cả loa 7 côn 16 luôn con này của nó đã đánh rất là khỏe bởi vì hai con này của nó đều sử dụng những chiếc biến áp như thế này biến áp nguồn xuyến đây là con plt này Đấy, đều là k bảy nghìn hai con này cũng vậy Đấy, thanh lý cho các bác mỗi con à, với mức giá là 2 triệu đồng anh em ai lấy con kim long cũng được ai thích lấy con plt cũng được mặt màu đen à, cắm điện các bác nhìn tí đấy, em ơi con này đẹp lắm luôn đấy lát nữa em sẽ thanh lý cho các bác mấy con này với giá mấy trăm nghìn đồng một con cũng có luôn nha các bác bình tĩnh đợi em hiền tí Đấy không bán thì thôi mà đã bán là phải thanh lý cho bằng hết mà đã thanh lý thì là phải lỗ vỡ mặt luôn các ạ này các bác bình tĩnh em cắm điện các bác xem nhé con này cắm điện nên đẹp lắm đấy thấy chưa hai bên này Đây bên mà gò này đây là hệ thống là lô nét là nâng tiếng này đây, đây là hệ thống là chỉnh súp này thấy không tắt bật chế độ súp này đây tăng tông giảm tông này các bác nhìn thấy không ok chưa đấy, con này có nó chỉnh cơ hoàn toàn rất dễ dùng rất khỏe Đấy, có hệ thống tản nhiệt biến áp nguồn xuyến, chạy khỏe lành bền kim Long K bảy nghìn và PLT mã số hai hai triệu đồng một con bán giá này các bác cứ nghĩ mà xem liệu có lãi lòi ở đâu không Đấy, tiếp theo này lên cho các bác một con uh, sò mít này Đấy, con này em để cho các bác với giá 800 trăm nha tám trăm đồng con này có nó các bác nhìn này hệ thống công suất này Úi rồi ôi hệ thống tụ này Đấy, thấy chưa con này của nó chỉ có duy nhất một cái điều là hiện tại bây giờ là ở cái dây nguồn này các bác này. Cái dây nguồn này của nó là, là nó bị đứt nhá. Đấy, biến à, à. áp vẫn còn này. Đấy, và con này của nó là xem như là em bán xác cho các bác luôn này, một con Smart này có hệ thống đèn nháy này. Đấy, con này của nó rất đẹp, công suất nó cũng đã đạt cho các bác là à, tầm khoảng 600W này. Con này thì em để cho các bác về các bác tự kiểm tra, các bác xem lại ruột gan zin 100% chưa qua sửa chữa. Đấy. 8 sò chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tụ các bạn 8 tụ răng hàng luôn Thì con này em thanh lý cho các bác xem như là bán xác nhá à, Thanh lý cho các bác xem như bán xác Đây này dây điện nó đứt này Các bác nhìn thấy không Đấy, Anh em về tự nối lại dây điện các bác tự kiểm tra Đấy, Bán cho anh em với giá 800.000 đồng Xem như là bán xác rồi Các bác ai mà lấy con này về kiểm tra lại Úi rồi USA luôn này Rã man chưa Các bác ai chốt thì lấy nhá Con này của nó em bán cho các bác là Xem như bán xác luôn 800.000 đồng À, một con đẩy liền bang của Mỹ luôn. USA luôn. Quá đẹp, quá chất chơi. Đấy, à, ruột gan tin nhá. Về đấu nối lại cái lụm lúa đôi triệu ngay. Ok. À, tiếp theo này, em lên cho các bác một con uh, chó sói nữa này. Con chó sói này nói thật các bác là em bán cho các bác với giá gần như là đứt tay luôn. Con này của nó là con AV502. Bản chất của con chú Juvet này của nó là một thương hiệu uh, rất nổi tiếng của Germany. Nhưng dòng này của nó thì các bác đánh với lại những dòng loa vừa và loa nhỏ. Còn chơi những dòng loa lớn thì em khuyên các bác là nên lấy có những con công suất lớn. Con này của nó công suất đạt cho các bác được tầm khoảng năm 250 cho đến 300 W trên một kênh. Đây, anh em có thể chơi những dòng loa công suất vừa phải này. Con này của nó có hệ thống lâu nét này, có chế độ bài bát này, mặt nhôm. Đấy, có chế độ equalizer này, có chế độ karaoke này. Thấy không? Đấy, volume của nhạc đây. Đây là hệ thống truyền cửa này. Các bác đấu cửa nào thì các bác vặn vào ví dụ như đấu đường CD các bác phải vặn sang đường CD à, Còn đây là chế độ đánh hai kênh này, Kênh A cộng kênh B à, Đây là các bác đánh mình kênh B Đây là các bác chuyển sang mình kênh A Tức là nó sẽ có hệ thống phân loa đầy đủ luôn Đấy, Đây là tắt âm thanh này Thấy không? Đấy, nó có cả à, cạc này, có cả USB luôn Thì như con này, ruột gan của nó còn rất là đẹp Đấy, Và em lẫn đô về vài con thì em bán thanh lý Xem như là à, lỗ vốn cho anh em luôn à, Con này của nó chạy 8 so trường nha Đấy, hệ thống mềm vỉ của nó còn rất là đẹp biến áp nguồn chuyến này Đấy, phía sau của nó đây Đấy, hai cầu loa a b riêng này nó còn có cả đường gì đây đường super bass à Đấy, e quay in out này đấy tape tuner này vcd này đấy các bác nhớ là cắm vào những đường này nhá con này của nó thì em thanh lý cho bác với giá một triệu rưỡi một triệu rưỡi một con anh em ai lấy được thì các bác chốt mà không lấy được thì xin mời tất cả các bác chúng ta lại xem tiếp nào đấy mã số 4 một triệu rưỡi đấy, chơi loa vừa phải Đấy, kết hợp với những dòng loa bình thường này quá ok Em thanh lý cho các bác một con đẩy liền vang này Baida à, Một con Baida HS8200KA à, Mặt của nó mặt màu vàng đồng các bác nhá Đồng 3D Thì khi các bác nhìn chéo như thế này thì nó sẽ ra màu hơi đen Các bác nhìn vuông vuông như thế này nó sẽ ra màu Nó hơi uh... à, vàng vàng Màu đồng 3D mà Con này của nó có hệ thống lô nét này Nâng tiếng này à, Nâng tiếng hai cấp độ luôn nhá vừa nâng tiếng ở đây này lại vừa nâng tiếng ở đây này đây, anh em mà ấn cái chế độ này vào ba tép nó đẩy hơn lên rất nhiều Đấy, các bác tắt cái này của nó là một cấp độ này Đấy, tắt cái này là hai cấp độ này con này của nó có cả nâng tiếng cho mic có cả nâng tiếng cho nhà Đấy, và lô nét này của nó là một cái hệ thống là nâng cái giải âm thanh lên nghe nó tí tách nó dốc tách nó nhẹ nhàng nghe nó hay Baida đa là một thương hiệu rất nổi tiếng của hãng audio king một cái thương hiệu âm thanh nó quốc tế rồi đúng không anh em ai mà lấy con này này Đấy, volume liếc cái thứ tất cả tăng tông giảm tông vẫn còn nguyên. Ruột gan của nó thì ô dè luôn các bác ạ. Các bác nhìn này, chạy bốn tụ luôn. Con này theo thông số kỹ thuật của nó có thể là đạt cho các bác là tầm khoảng 800W nha. Chạy bốn tụ to như bốn cả tay. À, ruột gan con này nó thật các bác là còn mới lắm. Mặt màu vàng đồng, đẹp. Nói chung là hình thức còn sạch sẽ lắm các bác nha. Đấy, công suất này. Đây, hệ thống là phép bù áp này. Nó chạy 8 sò nhưng mà các bác nhìn đây. Nó chạy bốn tụ luôn các bác ạ. bốn tụ lớn anh em ai mà lấy con này này nhìn cái biến áp của nó đây đấy, em thanh lý cho các bác con này của nó với giá chỉ có 2 triệu 200 nghìn đồng nhá 2 triệu 2 ai biết về nó thì lấy không biết xin mời tất cả các bác chúng ta lại lướt qua một chút để chúng ta xem xem sản phẩm nào cảm thấy ok thì các bác chốt con này thì có duy nhất một con bài đa thôi đấy, nhìn cái hệ thống tụ là nhìn cái biến áp của nó các bác biết là nó dã man rồi chơi loa full 40 30 côn 76 quay đầu đánh vô tư luôn hai cấp độ nâng tiếng đấy nó như có một con equalizer nó nằm trong này mã số 5 2 triệu 200 nghìn đồng và mã số 6 này Đấy, có duy nhất một con thôi Đấy, một con này thì uh, nó, nó là một con hon các bác nhá một con đẩy liền vang Đấy, nó có cả bờ bluetooth luôn các bác ơi đây các bác nhìn này bò bluetooth này đây, mặt cảm ứng luôn các bác nhé có bò bluetooth này thấy chưa Đấy, có usb này thấy chưa Đấy, nhạc cái gì đây chỉnh cái gì đây bmg này đây là những chữ kịch Chỉnh nhạc này Đường vào, Đấy, đường vào này Đây. Đây là ngôi nhà là chỉnh tất cả các thứ Nói chung là con này còn nó chỉnh bằng số luôn các bác nhé Công nghệ số luôn nhưng mà chỉnh hoàn toàn bằng tay Con này là con Hornway DA200 Các bác có thể chơi với lại những cái dòng la Công suất vừa và nhỏ Các bác ạ Những dòng la công suất vừa vừa thôi Còn những cái dòng công suất lớn thì em xin phép tất cả các bác Chúng ta không nên chơi những cái con như thế này à. À, Có thể đánh với lại uh, Bốt đánh với BMB <laughs> Hoặc là những dòng la công suất vừa vừa Đây à và hệ thống công suất của nó chạy mạch class lát này các bạn nhá con này chạy mạch class lát rồi Đấy, cho nên là cái hiệu suất làm việc của nó cũng khá là căng con này nó đạt cho các bác tầm khoảng 500W các bác nhá à, chơi những cái dòng loa vừa phải thì rất ok biến áp nguồn tuyến này con này của nó có bluetooth này có thẻ nhớ này một con duy nhất em thanh lý cho các bác với giá là 1 triệu 600 nghìn đồng vừa bán vừa kỷ niệm anh em ai mà chốt con này các bác lấy luôn cho em hiền giá này là giá quá rẻ các bác nhá số điện thoại 0923 993 93 với sáu mã đẩy lên vang lẻ đô. Đấy, tất cả những cái mã này em đều để cho các bác với giá tốt nhất có thể rồi. Các bác ai thật sự quan tâm đến mã nào, các bác chụp hình lại. Đấy, gửi hình qua Zalo cho em, em sẽ xác nhận cái mã đó và gửi hàng cho tất cả các bác. Và trước khi gửi đi là sẽ vệ sinh, lau chùi, test cẩn thận. Đấy, và gửi cho tất cả anh em nha. Xin chào anh em.